Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em GNV, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Khôi Phạm, anh em Phạm Hưng, anh em Nguyễn Duy Khánh, anh em Nguyễn Bá Hưng, anh em Sơn và anh em Trần Quốc Đạt. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Cùng với đó, xin được cảm ơn toàn thể các anh em ngày hôm qua đã ủng hộ sản phẩm bò khô miếng ở trên kênh Game Today. Cảm ơn anh em đã ủng hộ nhiệt tình cho sản phẩm bán ở trên kênh. Ngày hôm qua có thể nói là cái ngày mà tôi bán được nhiều sản phẩm nhất từ lúc mà tôi bắt đầu bán hàng ở trên kênh Game Today. Thực sự là rất là cảm ơn các anh em. Mà ngày hôm qua chỉ bán trong vòng 5 tiếng thôi, 5-6 tiếng gì đấy thôi. Bởi vì là sau cái ngày 11 ấy là nó hết khuyến mại, thì các anh em lúc đấy là ít mua dần. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn anh em, và thứ hai cũng xin được chúc mừng các anh em đã mua được cái sản phẩm với giá rất là ok, đúng không? Đấy, hôm qua các anh em nào mua thì được giảm giá rất là sâu, và chắc là phải đợi một tháng nữa thì mới có cái chương trình như thế. Đấy, tuy nhiên vì cái sự thành công trong cái việc bán hàng ở trên kênh của tôi, khi mà deal ưu đãi lần nào với cả nhà bán hàng ấy, nhà sản xuất ấy, là lần nào là cũng đạt được yêu cầu về doanh số. Nên là cái đợt này thì vẫn có một cái deal khác ở trên kênh. Tuy nó không có giảm giá được sâu như ngày hôm qua, nhưng mà nó vẫn giảm so với cái giá mà bán ở trên Shopee anh em nhé. Đấy là các anh em nếu mà mua hàng ở trên kênh của tôi, ấn qua link affiliate, anh em vẫn sẽ được giảm 10.000 so với cái giá đang bán ở trên Shopee. Và giá ở trên Shopee là nó cũng đã giảm một lần rồi đấy anh em nhé. Đấy, giá trên Shopee là giảm từ 200k, 220k xuống còn 146k cho nửa cân bò miếng sấy khô. Thì khi mà anh em ấn vào cái link affiliate ở trên kênh của tôi ở thời điểm hiện tại, anh em sẽ vẫn mua được hàng với giá là 135k anh em nhé. Giảm là giảm được 11k đúng không? Giảm 11k so với cả giá ở trên Shopee. Đấy, và cái chương trình này nó sẽ kéo dài đến khi hết 200 đơn anh em nhé. Khi tôi bán được hết 200 đơn hàng thì nó sẽ kết thúc cái chương trình này. Đấy, hy vọng là các anh em sẽ có thể lần này sẽ mua được cái sản phẩm như ý. Bởi vì tôi biết là ngày hôm qua ấy, có các anh em mà xem video muộn, chưa xem kịp cái video ngày hôm qua thì đã hết cái chương trình khuyến mại rồi. Khi mà anh em vào sau anh em chưa kịp mua. Đấy, và các anh em mà mua rồi nhưng mà các anh em ăn hết rồi thì các anh em có thể mua thêm để ủng hộ cho kênh. Trong tất cả các hình thức ủng hộ cho kênh ấy, từ donate này, ủng hộ đăng ký hội viên này, cũng như là xem quảng cáo, và cuối cùng là mua hàng ở trên kênh để ủng hộ cho kênh. Thì tôi thích nhất là mua hàng anh em ạ. Bây giờ anh em mua hàng ủng hộ cho tôi là tôi thích nhất luôn ấy. Bởi vì làm sao? Thứ nhất là anh em có thể ủng hộ cho tôi qua việc gián tiếp đấy, mua hàng, mua sản phẩm, và ủng hộ cho tôi bằng việc là có trích hoa hồng từ nhà sản xuất đấy, cắt cho tôi để tôi được cái tiền hoa hồng. Thì tôi rất là thích. Tôi vừa được tiền mà anh em cũng được cái sản phẩm như ý, mua được với cái giá rẻ, rất là ok đúng không anh em? Mà anh em càng mua nhiều ấy thì cái sự uy tín của tôi đối với cả nhà sản xuất ấy nó càng nhiều đấy, nó càng lớn. Và khi mà cái uy tín của kênh ấy nó càng lớn ấy thì dẫn tới cái việc là gì? Là họ sẽ có những cái chương trình ưu đãi lớn dành cho kênh đấy. Và khi mà ưu đãi lớn dành cho kênh thì ngược lại bán được cho anh em với giá ưu đãi hơn, ok hơn. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Thề chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú làm video clip như bây giờ. Dã man. Nói thật là có thực thì mới vực được đạo anh em ạ. Đấy, cứ có tiền là vui. Có tiền là tự nhiên là làm clip là chăm ngay. Chứ còn nếu mà cứ làm mà không có tiền thì cũng nói chung là lản nhanh lắm. Đấy anh em thấy nhiều kênh là cũng làm về cái nội dung này nhưng mà dần dần rụng hết là vì thế mà. Làm cái này nó khó, ít người quan tâm rồi cộng đồng bé. Đấy nên là nhiều khi là người ta xem người ta cũng ngại ủng hộ lắm. Đấy, ủng hộ hội viên hay là donate thì là cực kỳ hiếm. Chả qua anh em là yêu quý tôi mà gọi là fan chân chính bê tông lắm ấy thì mới yêu quý, mới donate ủng hộ thôi, hay là đăng ký hội viên thôi. Chứ còn nếu mà để người xem phổ thông mà ủng hộ thì khó. Đấy nên là bây giờ có cái chương trình này thì rất là ok. Tôi phải nói là rất là cảm ơn YouTube đã có một cái chương trình như này, để cho những cái người YouTuber như tôi có thêm thu nhập nhờ cái việc là bán hàng. Bởi vì bán hàng này thì ai cũng sẽ có nhu cầu, đúng không anh em? Ai cũng sẽ có nhu cầu là mua hàng với giá ưu đãi. Đấy, và có nhu cầu là mua sắm. cho những cái thứ, cái món hàng mà người ta có nhu cầu mua. Đấy, ví dụ như là ở đây là khoảng 5k anh em đúng không? Hay là 6k anh em xem trong mỗi video. Thì trong 5k đấy kiểu gì cũng phải có khoảng ít nhất là khoảng 200-300 ông là đang quan tâm đến sản phẩm này. Đấy. Tôi chỉ cần 5% đến 10% cái số lượng người xem là quan tâm thôi là ok rồi. Đấy, rất là ok anh em nhé. Đấy nó chính là cái nguồn thu nhập cũng như là cái niềm vui. Đấy, phải nói là cái niềm vui tạo động lực để ra video clip mỗi ngày, duy trì kênh, đấy, kéo dài được mãi mãi cho đến khi game die. Game này die thì chắc chắn là sẽ phải tìm cách, nhưng mà cái đấy là câu chuyện là tính sau, khi nào game die thì hãng tính. Còn bây giờ thì bây giờ rất là ok đấy anh em ạ. Rồi, và ngày hôm nay thì anh em cũng biết là tôi chơi gì đấy. Hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ 9 Warrior anh em nhé. Và 9 Warrior ở đây là để làm gì? Là để tôi kết hợp với con Lancer. Con Lancer là cái con tướng nó đã được giảm từ 5 tiền xuống 3 tiền. Và khi mà nó giảm tiền xuống 3 tiền ấy là tôi chưa có một cái video clip nào chơi cái con này cả. Và trong cái video clip ngày hôm qua có rất nhiều anh em quan tâm đến cái đội hình này cũng như là cái con Lancer. Đấy, có anh em thì quan tâm đến Lancer 3 sao, 3 tiền thì nó mạnh cỡ như nào. Còn có anh em thì quan tâm đến cái bộ 9 Warrior khi mà thay đổi cái sức phản đam. Bây giờ lên 170% sau đây anh em. 170% phản đam thì nó mạnh cỡ như nào anh em nhá. Đây rồi, Lancer của chúng ta đây rồi. Ok, để xem là con Lancer này nó có gánh được không. Nếu mà nó chỉ có 2 sao đấy, và 1 sao thì nó có khỏe không đấy, hay là phải 3 sao thì nó mới khỏe. Hôm nay chơi thử biết anh em nhá. Đội hình Warrior khi mà bắp liên tục trong cái thời gian này thì thực sự là nó đang có vẻ như nhà phát hành đang muốn cân bằng lại game bằng cách là cho Warrior quay trở lại để có thể là một cái đối trọng đối với cái bộ beat đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Cái bộ beat bây giờ nó đang quá mạnh so với cái sức bình thường của nó. Bình thường nó không mạnh đến cái cỡ như này. Tôi chưa thấy có một cái sự thay đổi gì ở trong bộ beat ngoài cái con ngộ không nó giảm xuống 4 tiền thì cái bộ beat hoàn toàn nó không có bắp thêm bất cứ một cái sức mạnh nào cả. Nhưng mà tại sao cái meta này nó lại mạnh đến như thế? Đơn giản thôi là bởi vì là những cái bộ counter vào nó ấy, bây giờ là không ai chơi. Hôm qua là có một cái giải pháp cho anh em đấy. Đấy là chúng ta chơi mết, chơi 5 rồng 9m đấy, hoặc là chơi 9m thì chúng ta có thể counter được nha anh em nhá. Đấy, counter được vào cái bộ Warrior. À sorry anh em, counter bộ beat bằng cái bộ mết. Đấy, còn những cái bộ khác ngày trước counter như là cái bộ bộ 9 Feather Fake, bộ Assassin hay là bộ Exit hay là bộ Gladiator là bây giờ là rất ít người chơi anh em nhá. Nhưng cái bộ đấy bây giờ nó khá là out meta, khá là yếu. Đấy, bây giờ nhà phát hành, nhà sản xuất là đang có vẻ như đang cố tình là bắp Warrior mạnh lên để counter vào beat đây. Đấy, thế nên là hãy mong chờ vào cái việc là chúng ta có một cái line up counter và beat để cho cân bằng lại game. Chính vì thế nên cần phải test. Đấy, hôm nay tôi test luôn. Vì có nhiều người quan tâm nên tôi sẽ test luôn anh em nhé. Ở trên kênh thì cũng có rất nhiều anh em chơi yêu cầu là chơi cái bộ này bộ kia ấy. Thì anh em hãy đợi nhá. Ai quan tâm nhiều tôi chơi cái bộ đấy trước. Còn các anh em nào ít quan tâm hơn thì anh em đợi một chút. Một thời gian sau tôi sẽ làm nhá. Anh em cứ theo dõi kênh và anh em hãy đón xem những cái video clip tiếp theo. Đấy. Tôi sẽ lần lượt làm theo các yêu cầu của anh em thôi. Rồi. Mặc dù là tôi bây giờ tôi đang rất là đam mê về mấy cái bộ bắn trưởng đấy. Bởi vì là đấy counter beat thì bây giờ tôi lại vừa hay là tôi chơi bắn trưởng nó lại rất là hay, nó lại rất là tuyệt vời. Toàn bộ tủ của tôi là bắn trưởng thôi. Thì counter và beat thì tôi đam mê với mấy cái bộ bắn trưởng hơn. Hôm nay là bỏ ra một ngày làm cái bộ hơi đần một tí. Cái bộ này là cái bộ mà không phải là đánh tay cũng chả phải bắn trưởng. Cái bộ này là cái bộ mà chúng ta không phải làm gì cả. Chúng ta lấy những cái đồ tăng cơ, sau đó là đối thủ tự đánh vào chúng ta, xong đối thủ lăn ra chết rồi. À mà cái bộ này có một cái hay là bây giờ cái con Lancer ấy, nó xuống nó chỉ còn 3 tiền thôi. Nó rất là dễ để có thể lên được 2 sao. Mà bây giờ ví dụ như là cái bộ Warrior này mà nó chưa kịp lên level 10 ấy, là chúng ta vẫn có thể yên tâm gặp mấy cái bộ mết là vẫn ok nha anh em nhá. Đấy, như cái trận đấu này này là có khá là nhiều người chơi 5 dòng 9m đấy. Đấy, khá là nhiều người chọn chơi 5 dòng 9m. Thì vì ở trong cái bộ này nó có cái con rồng 5 đô và nó có con rớt anh em ạ. Đó, như là tôi bình thường là tôi chơi bộ đấy rồi đấy. Đấy, nhưng mà hôm nay là tôi test cho anh em cái bộ Warrior nên là tôi bỏ qua cái truyền thuyết luôn. Tức là tôi không quan tâm gì đến truyền thuyết luôn, tôi test luôn cái bộ này cho anh em. Để xem là liệu rằng nếu mà một cái trận đấu mà gặp nhiều 5 dòng 9m như cái trận đấu này. Đấy, 3 thằng chơi nhá, 3 thằng chơi mết luôn đấy, mà chúng ta chơi Warrior thì chúng ta có ăn được không nhá. Warrior ở đây là Warrior chỉ đơn thuần là lên trên level 10 xong rồi kẹp thêm cá thôi. Và có một con Lancer 2 sao thôi để chống mết thôi. Chứ còn không phải là chuyển sang 6 cá hay là chuyển sang những cái bộ counter và mết nhá. Đây là tôi chơi Warrior đơn thuần thôi, tôi sẽ test luôn cho anh em luôn. Đấy, trận này là 5 rồng 9m là tối thượng luôn. Có cả Dark Spirit luôn nha anh em nhá. Tức là nếu mà chơi với cả cái bộ bắn trưởng ấy là cực kỳ là bị lép vế luôn đấy. Khi mà chúng ta chơi Warrior mà trận này mà gặp 5 rồng 9m này, rồi gặp Dark Spirit, rồi gặp cả Bad Omen luôn. Toàn là sát thương chuẩn, sát thương thuần thôi. Liệu rằng chúng ta chơi 9 Warrior nó có ok không? Trời ơi, nó gọi là nhân 2 thử thách luôn. Tăng độ khó cho game thì nó chắc không phải nhân 2 đâu, mà nó phải x 10 lần luôn. Gặp cái trận đấu khó thật sự. Đã 5 dòng 9m rồi còn Dark Spirit, xong rồi còn cái gì? Còn Bad Omen nữa. Đấy, hay không? Gặp mết nhưng mà con Lancer nó vẫn có thể gánh được luôn. Gánh ác luôn đấy. Ui, ui, đây rồi anh em ơi. 2 sao thì chắc là yên tâm nhỉ. Rồi, cho cầm đồ đây. Ok đấy. Nói thật chứ cái con Lancer này mà nó lên 2 sao ấy thì chắc là gánh đến cuối game gặp mết cũng chả ngán đâu anh em ạ. Mặc dù nó giảm xuống 3 tiền nhưng mà cái sức kháng phép của nó ấy, ở cái level 2 sao ấy, nó vẫn như cũ. Nó chỉ yếu hơn một chút máu thôi, nó đánh chậm hơn thôi, chứ còn kháng phép của nó vẫn y nguyên. Hồi máu, tốc độ hồi máu vẫn y nguyên. Thế thì làm sao mà sợ gì mết đâu. Lên đến 2 sao ok lắm rồi. Nếu mà giả sử như mà mết nó mạnh quá ấy, mà nó có thể phọt được một phát chết luôn ấy, thì anh em lấy thêm một cái đồ kháng phép cho nó thôi. Lấy thêm, tôi nghĩ là chỉ cần một cái cầu vực thẳm thôi thì sống dai luôn, sống khỏe luôn, không bao giờ chết luôn. Đấy, rồi. Lấy cái nhẫn ma thuật nha anh em nhá. Bình thường là chơi Warrior sẽ lấy cái giáp xoay đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy, tôi khuyên anh em mà lên lấy cái nhẫn ma thuật để cho cái con Lancer nó cầm anh em ạ. Có cái nhẫn ma thuật này thì con Lancer này nó đánh nó sẽ rất là đau. Và anh nó thấm lắm. Cái món nhẫn ma thuật này nó sẽ tích stack cho cái lửa của cái lao ấy, nó sẽ tích nhanh hơn. Nó sẽ tích được, đốt được nhiều máu hơn. Đấy. Ok. Tôi nghĩ là cái con Lancer này mà nó lên được 2 sao thì nó sẽ giữ được cái chuỗi này dài dài luôn. Mà đây là cái con 3 tiền nhá. 3 tiền lên 2 sao cũng dễ thôi. Con này nó lên 3 sao thì tôi nghĩ là lên dừng lại ở level 9 roll. Đấy. Dừng lại ở level 9 roll thì con này nó sẽ lên được 3 sao dễ. Còn nếu mà anh em lên 10 ấy, thì thôi thì kệ thôi, tự ra. Lên 10 thì kẹp vào thêm cá vào thì đội hình nó sẽ chống được mết. Trong những cái trận đấu như này thì nếu mà nhiều mết mà nó khá là áp đảo ấy thì tốt nhất là lên 10 kẹp cá anh em ạ. Cho nó đỡ mất máu. Nhiều khi là mết ở trong cái khoảng thời gian nó mạnh ấy thì cái con Lancer này có thể nó sẽ bị phọt một phát là chết luôn nếu mà chưa đủ đồ. Thực sự là bây giờ nếu mà để kết hợp của con Lancer này với cái bộ nào ngon ấy thì tôi khuyên anh em là cái bộ Warrior là ngon nhất rồi. Còn nếu mà chơi như cái thằng này này, nó đang chơi là 6 Glacier ấy, thì cái bộ 6 Glacier bây giờ nó đang hơi out meta anh em nhá. Nó hơi out meta. Nên là Gặp beat thì cũng khá sợ đấy. Nhiều khi 6 Glacier chưa kịp đấm phát nào ấy, cái bọn beat kẹp Havoc là nó lướt qua một phát là gần như đứng im đến chết rồi. Sau đó là gấu gọi đệ vả là chết hết. Nó dí vào cái con tướng cò nhanh lắm anh em ạ. Cái tốc độ đánh nó không kịp khả năng hồi máu của cái bọn beat nó stack đâu. Nó tăng stack nhanh, nó đánh vào một con ấy thì khả năng hồi máu nó sẽ không thể kịp được. Trừ khi là anh em đủ đồ thôi. Anh em đủ cái lượng đồ, anh em đủ giáp thì anh em mới trụ được. Và cũng phải đủ cái lượng đam để cho cái bọn 6 Glacier nó clear nữa. Nó cũng khó anh em ạ. Nên là khuyên anh em là chơi, nếu mà chơi ở meta này, con Lancer này kết hợp với cái bộ Warrior là ngon nhất rồi. Nhiều anh em bảo là cái bộ con này nó đánh là nó kết hợp với cái bộ 9m fake nữa. Đấy, cho vào là có thể là để làm một cái con co phụ. Con co là đánh đam vật lý. Ui ra rớt này. Hay là quay xe không nhỉ? Tướng 5 đô ra ở round 19 này cũng lên chơi. Quay xe 5 dòng 9m thì nó lại ngon luôn ấy. Thề. Nói chuyện này nhiều thằng chơi cái bộ đấy rồi. 3 thằng chơi nhưng mà đang đứng ở vị trí chốt bảng luôn. Kệ đó. Từ từ đã. Chưa biết. Tôi được cái tôi thích chế mết lắm anh em ạ. Cứ ra con tướng như kiểu con rớt này mà ra ở round 19 là tôi sẵn sàng là tôi quay xe. Nhưng mà như thế có lỗi với cả các anh em không nhỉ? Các anh em đã yêu cầu và tôi đã hứa các anh em rồi. Hôm qua tôi có trả lời các anh em comment đấy, là ngày hôm nay tôi sẽ làm cái bộ 9 Warrior luôn. Tôi trả lời anh em rồi. Đó, tôi cũng đang làm đấy rồi. Bây giờ mà mình lại quay xe sang 9m thì sao ngày mai làm thì có vẻ nó không đúng lắm nhỉ. Mặc dù là bây giờ quay sang God mate là nó cũng dễ luôn đấy anh em ạ. Bây giờ round sau là round 21 tôi chỉ cần đổi đồ cam nhá mà nó ra cái gậy xanh thôi. Thì anh em ơi. Con rớt này thì khác gì rớt 2 đâu, đúng không? Nó khác gì con rớt 2 cầm gậy xanh là lên được rớt 2 rồi. Và nó giật nó rất là thốn đấy. Rớt 2 sao mà đánh ở round 21 có chuỗi thì cực kỳ khỏe luôn. Kể cả là con ra con Lancer thì tôi vẫn quay xe được. Thậm chí là con Lancer này cho làm co phụ đánh ở level 10, 6m 4 gót vẫn thừa anh em ạ, vẫn thừa slot để cho Lancer. Random hay là ấy nhỉ? Bây giờ random thì kiếm cái 2 tia ngon không? Hay là lấy cái này? Cái này tăng tốc đánh lên 50% thì cũng ngon nha anh em nhá. Lancer cầm nó hơi hợp luôn á. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi cần cái cầu vực thẳm thôi. Ra cái này không ngon lắm. Ôm mùa đông này thì tôi sẽ đổi đồ cam luôn. Đấy, quả đổi đồ cam lấy ra một phát cái gậy xanh nhỉ. Quay xe không? Nếu mà ra gậy xanh. Trong trường hợp ra gậy xanh thì sao? Để xem nào. Ui rồi. Khó nghĩ nhỉ. Nhưng mà thôi anh em ạ, tôi quyết định là tôi sẽ làm để phục vụ anh em hôm nay nha anh em nhá. Mình sẽ không có quay xe. Bình thường là quay xe đấy, bình thường quay xe đấy, nhưng mà hôm nay thôi, chót hứa với anh em rồi. Chót hứa anh em rồi thì thôi 9 Warrior mà phang thôi anh em ạ. Test thử con Lancer này xem 3 sao là mạnh cỡ nào anh em nhá. Ok. Bây giờ tôi tính xem là có lên level 10 không hay là dừng lại ở đây để roll. Mất chuỗi rồi kìa. Đấy, gặp cái thằng mết là mất chuỗi. Dừng lại cái level này roll một chút anh em nhá. Roll một chút cái đã. 9 Warrior này. Con gấu này cũng mua nhá. Chuyện này có thể mua gấu và chơi cũng được đấy anh em ạ. Kẹp ở level 10 là chúng ta sẽ có 4 bit 9 Warrior. Trong trường hợp là nhà mết chết hết rồi có thể chơi như thế cũng được. 4 bit 9 Warrior. Đánh ở level 10 nếu mà ra được cái con tướng 5 đô bit. Dừng lại ở cái level này roll một chút cho nó full 2 sao. Ra thêm một vài con Lancer nữa nha anh em nhá, cho nó yên tâm. Ê da, từ từ nhá. Ui, đao này đủ đam giết con thằng này không? Ui kìa, chết rồi. Bây giờ mới để ý. Thôi xong rồi, bị trói liên tục cái này thì làm ăn gì. Ui được xong rồi, đánh nó được 2 phát lại bị trói ạ. Ơ, cái kiểu gì vậy? Ủa? Xong rồi, trói liên tục chứ. Yêu thật đấy. Mà sao con này nó tăng mana nhanh ấy nhở? Tăng mana nhanh thật sự ấy. Thôi xong rồi, mất chuỗi, sida đấy. Không giết nổi, chết con cây ạ. Hay lên 10 nhỉ? Lên 10 kẹp cá vào. Tôi thấy là vẫn lên kẹp cá vào. Giảm đam của cái mấy cái bọn mết, mấy cái bọn gây đam kỹ năng ấy. Trên này lên kẹp cá anh em ạ. Có thằng Goblin, có 2 con mèo 2 sao, nó cũng có thể là ăn được tôi đấy. Kẹp cá thôi. Sát thương chuẩn là nó dễ ăn lắm. Đây này. Thằng này nó có cái sát thương chuẩn đấy anh em ạ. Con mèo có sát thương chuẩn. Đấy, anh em nhìn nó nhảy cả. Ui. Ui. Thôi, tốt nhất là kẹp cá vào, lên 10 đi. Đấy. Ui, tí chết ạ. Thề. May con Lancer này nó sống khỏe. Lay lắt, lại hồi được máu rồi. Giết được hết mấy con mèo là ăn. Quả tí chết luôn. Quả mà nếu mà giả sử nhưng mà nhảy trúng vào con Lancer sớm mà nó chết ấy, là đẩy nó full bàn luôn đấy nhá. Thôi thôi thôi, lên 10 kẹp cá vào cho nó an tâm. Trận này nhiều thằng bắn trưởng, nhiều thằng đam kỹ năng lắm. Lancer kệ thôi. Lên được thì lên, không lên được thì thôi. Đánh 2 sao cũng ok. Mà chuyện này tôi nhiều máu, nhiều tiền thì anh em yên tâm. Kiểu gì nó cũng sẽ lên được 3 sao thôi. Sớm muộn gì cũng lên được 3 sao thôi. Nó chỉ lên chậm hơn so với việc là chúng ta roll ở level 9 thôi anh em ạ. Roll ở level 9 thì có thể là round 26, 27, cùng lắm là 32 là lên được 3 sao. Đấy, nhưng mà nếu mà lên 10 thì có thể là 40. Chưa biết được. Với những cái trận đấu như này thì tôi nghĩ là nó sẽ tình tiết nó sẽ kéo dài đấy anh em ạ. Tự nhiên hôm nay lại rất nhiều người chơi bắn trưởng nhá. Không biết là có phải là do cái ảnh hưởng video clip ngày hôm qua của tôi không anh em ạ. Trước đấy vào trong rank toàn beat, thế mà không hiểu sao hôm nay mấy ông này đam mê bắn trưởng thế chứ bình thường có ai chơi đâu, thế mà hôm nay tự nhiên người ta lại chơi. Không biết là có phải là do mình lên cái clip bắn trưởng nên là người ta bắt đầu người ta thích chơi bắn trưởng để counter beat không. Trận này rõ ràng bit rất là ngon nhá. Bit có tướng 5 đô luôn. Nó tướng 5 đô luôn. Thậm chí là kẹp được thêm cả cọc các thứ ngon. Berserker kết hợp với Glacier bit cũng ngon luôn. Thế mà không ai chơi anh em ạ. Dã man. Hoàn toàn chơi bắn trưởng đấy. Đấy, có thằng nó chơi cái gì đây? Chơi đá à? Thằng này chơi gì nhỉ? Chưa hiểu lắm. Mid kết hợp với cả Spirit à? Phải không? Trận này được cái là không ai tranh bài của tôi. Không thấy thằng nào tranh bài. 9 Warrior là có một thằng thì nó tranh cái con Lancer thôi. Không đáng kể. Đây, lấy cái gương thần đi. Cái bóng này tí nữa sẽ lấy cho con Berserker. Berserker cầm cái này cũng ngon. Mà hôm nay ý, là ngoài cái việc là test cái con Lancer ra thì test cái con Berserker luôn anh em nhé. Đây con Berserker, xem là Berserker lên 5 đô thì nó có mạnh không. 5 đô mà 2 sao thì con Berserker cầm cái gương này thì nó vẩy nó sẽ như nào anh em nhé. Ngày trước trấn phái của Berserker chính là gương đấy anh em ạ. Nó sẽ phẩy skill liên tục luôn, lia dìu liên tục. Bây giờ dìu nó tăng đam là một, và thứ hai là cái tỷ lệ lia dìu nó sẽ được nhiều hơn so với ngày trước. Ngày trước thậm chí là còn phải đợi cooldown 0,5 giây mới lia dìu tiếp được. Úi dồi, đây rồi, hay quá. Bán này đi. 1 sao ok không nhỉ? 1 sao ok không? Thử nhá. Đây là test mà. Làm video clip này chủ yếu là để test thôi. Là cứ thử đi, 1 sao đấy. Con này bây giờ là tỷ lệ lia dìu là 0.1 thì tức là có thể lia dìu liên tục đấy anh em ạ. Cứ tung trưởng, cứ đánh được tay là lia dìu đấy anh em thấy không? Ui, lia dìu liên tục kìa. Lia dìu liên tục luôn ấy. Ác phết. Miễn sao là anh em xếp cái con Berserker nó phải có khoảng cách thôi. Đừng để con nào là áp sát cái con Berserker thì cái con này nó sẽ lia dìu được liên tục luôn. Thôi, lên trên level 10 này là ok đấy anh em ạ. Kiếm thứ nhất là kẹp được cá này, thứ hai là kiếm Berserker 2 sao luôn. Đấy, kiếm cả con beat 5 đô nữa. Như thế này là chúng ta vừa test được Lancer 3 sao và vừa test được Berserker 2 sao luôn nha anh em nhá. Đấy, con này nó cầm đồ, cái lượng đồ này là quá hợp rồi. Mặt lạ điên, mặc dù là có câm lặng ấy, có silent nhưng mà vẫn có thể tung trưởng được. Con tướng này là một con tướng rất là đặc biệt. Chúng ta có thể tung skill khi mà chúng ta bị câm lặng. Rất là ok. Thằng này chơi một cái bài rất lạ luôn nhá. Không hiểu là có phải là YouTuber nào không hay là học theo YouTuber nào không. Chơi đá Hyperdrone. Ui đều rồi. Lên level 10 khác dễ tìm thật. Cứ 50 tiền roll thôi anh em ạ. Tôi thấy là cái đội hình này là ok rồi. Trông có vẻ là ok đấy. Gặp mết cũng chưa thấy toang lắm nha anh em nhỉ. Gặp mấy cái nhà mết đã thấy toang đâu. Có thấy toang gì đâu. Thấy là ok chứ. Mà bây giờ để xem là con Berserker này mà cầm đồ 5 đô cầm đồ thì có toang mết không nha anh em nhá. Tạm thời cho con này cầm đã. Đây gặp 6 Glacier đây. 6 Glacier kẹp với cả Warlock à. Glacier giờ nó đuối lắm rồi. Đấm như con luôn. Nó mới tiền thôi anh em ạ. Không phải cố làm gì cả. Dư 50 tiền đây. Bao giờ mà hết nhà mết ấy, thì chúng ta bỏ cá ra cũng được. Tầm này cứ để cá đấy đã. Đổi luôn cái đồ cam nha anh em nhá. Đổi luôn đi. Giáp thép rồi. Ok rồi đấy. Ăn thằng này không? Ăn ngon luôn. Ok. Berserker tín phết đấy anh em ạ. Đúng là lên làm đồ khác nhỉ. Trông khác hẳn luôn đấy. 1 sao mà thấy uy tín thật. Uy tín thật sự luôn. Lên 2 sao không biết mạnh cỡ nào. Mấy nhà mid sắp đi hết rồi kìa. Đây rồi, bit 5 đô này. Thôi, bỏ con này đi. Senbow này thôi, bỏ nhé. Này sẽ có 4 bit. Đam khá là to. Đam to này, xong rồi lại còn giáp trâu nữa. Khi mà cái nhà mết này nó đi lốt ấy là chúng ta vô tư luôn đấy. Mà thằng này lên được con mèo 3 sao rồi. 6 Goblin lên được mèo 3. Cũng căng phết đấy nhở. Mèo 3 kia nó nhảy một phát thì chắc con Berserker 1 sao này bay màu luôn. Món đồ rất là ngon cho Berserker luôn á. Tăng tỷ lệ lia dìu. BKB. Ok. Con Berserker này khi mà nó có cái cỏ 4 lá nó sẽ có cái tỷ lệ lia dìu nhiều hơn. Đây rồi. Quá tuyệt vời. Bây giờ là tìm con Lancer 3 sao. Doom 2. Doom 2 và con thuyền trưởng lên được 2 sao. Có một cái nữa là tôi muốn test là có thể là chúng ta sẽ chuyển sang 6 Glacier ra late game anh em nhé. Khi mà Berserker lên được 2 sao thì nó sẽ thế nào. Đấy. 6 Glacier có thể là yếu cái giai đoạn đầu, nhưng mà khi mà Berserker lên được 2 sao thì câu chuyện nó sẽ khác đấy. Tỷ lệ lia dìu nó là 0.1, có nghĩa là cứ mỗi một cái phát đánh của 6 Glacier ấy, có thể là nó sẽ tạo lên một cái lia dìu anh em ạ. Tốc đánh của nó tối đa nó có thể là 0.1 mà. Đấy, nên là khi mà lên được 0.1 thì biết đâu đấy trong 1 giây có thể lia được 10 phát dìu. Nghe thấy nó kinh khủng rồi đúng không? 1 giây lia 10 phát. 0.1 mà, một giây đánh được 10 phát. Rồi, mết đi rồi anh em ạ, mết đi thật rồi. Ok, rồi bây giờ tôi thử xếp đội hình mà túp lại như này xem nhá, xem nó có hiệu quả không. Nếu mà 6 Glacier có nghĩa là chúng ta có thể đánh với tốc độ là 1 giây đánh được 10 phát đấy anh em. Mà 1 giây đánh được 10 phát ấy, mà con này tỷ lệ lia dìu là 0.1. Nếu mà phát nào đánh cũng lia được dìu thì nó sẽ là 10 phát dìu trong vòng 1 giây, 10 phát lia dìu. Ôi, nghe đã thấy là kinh khủng. Tôi nói thật, nếu mà thực sự nó như thế. Ok, xem nào. Ui, con mèo nhảy đau phết đấy anh em ạ. Ui, mèo nhảy phát chết con Lancer. Cảm giác cái con Berserker này đánh với cái bọn này không có đam ấy. Gây ra 10k đam. Lia dìu đam vật lý anh em ạ. Bọn này giáp to. Không ổn lắm nhỉ. Thử đứng góc xem nào. Lia dìu này nó có cái lượng đam cố định, chứ nó không phải gây đam theo cái lượng đam từ con tướng chính. Nên là khi mà lia được dìu thì nó cũng không gây được bao nhiêu đam cho cái bọn này cả. Và thậm chí là nó còn tăng mana cho cái bọn Goblin lên nhanh để có thể là tung trưởng sớm. Có vẻ không hợp lý lắm nhỉ. Nếu mà đánh với cả Goblin thì khả năng là sẽ phải chuyển sang chơi Lancer làm co ấy. Nhưng mà thôi cứ từ từ đã. Cho Lancer lên 3 sao rồi tính anh em nhé. Cứ Lancer lên được 3 sao rồi tính. Đấy, Berserker. Thực ra Berserker đánh ý, thì cái lượng đam nó gây ra lúc đầu nó cũng nhanh đấy. Lên được 10k đam bằng con mèo của đối thủ rồi. Nhưng khi mà chỉ còn lại một mình con Lancer, con Berserker thì kết liễu đối thủ nó hơi chậm. Đấy, không ăn được nha anh em nhá. Đây, bằng chứng rõ nét đây rồi. Có thể là chúng ta không thua nhưng mà chúng ta cũng sẽ không ăn được. không có đủ đam để tiêu diệt được cái con mèo này anh em ạ. Cái giáp của nó rất to. Đúng là như thế. Đấy, nó có cái giáp nên là chúng ta, cái việc chúng ta lia dìu ấy thì nó không có gây được cái lượng đam, và chúng ta đánh tay thì nó cũng yếu. Cái con này đánh tay nó khá là yếu. Thích hợp làm cỏ khi mà đánh ở những cái đội hình mà nó không trâu. Ví dụ như là Assassin hoặc là 6 Glacier hoặc là Hunter thì ok. Thôi kiếm con Lancer anh em ạ. Kiếm Lancer, dồn đồ cho Lancer đâu. Lancer 3 sao chưa? Đây rồi, một con nữa đâu. Cố nào. Ui nhanh lên, sắp hết cái hàng chờ này. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Lancer, 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 Lancer. Ui ra quả trứng anh em ạ. Quá tuyệt vời. Thôi được rồi, xong rồi, xong rồi. Đạt chỉ tiêu rồi, đạt chỉ tiêu rồi. Giải tán cái hàng chờ đó. Có thể là sẽ là tí nữa chúng ta lấy cái món đồ tím để chúng ta có cái Kira, nên là tôi sẽ giữ lại cái con Velociraptor anh em nhé. Xong rồi đấy. Lancer 3 sao nó lại uy tín luôn anh em ơi. Trời ơi, khác hẳn đúng không? Khác biệt hẳn anh em ạ. Khác biệt hẳn luôn. Bây giờ thì giết tôi kiểu gì đây? Quá tuyệt vời. Cái bóng của Lancer nhá, nó cũng có khả năng của Lancer luôn. Khi mà máu của bóng xuống thấp nó cũng đánh nhanh, rồi nó cũng tăng kháng phép luôn. Quá tuyệt vời. Và cái bóng của đối thủ nó cũng đánh vào, à cái bóng của chúng ta ấy, nó đánh vào đối thủ ấy, nó cũng tăng cái stack của cái đốt lửa nó nhanh hơn. Con này cầm gương cũng ok. Đấy, nên là cái gương nó là cái chấn phái của bộ này rồi nhá anh em nhá. Nếu mà anh em chơi 9 Warrior ấy, anh em lấy gương nó là cái món trấn phái luôn. Anh em lấy gương là anh em vừa chơi được Berserker, anh em vừa chơi được Lancer. Món đồ rất ngon. Con Lancer này thì nó thiếu đam, thì cái gương nó bổ sung cái lượng đam khá khá đây anh em ạ. Nó sẽ giúp anh em kết liễu đối thủ. Trận này thì là ngã ngu rồi đấy. Đối thủ bây giờ là không có cửa rồi anh em ạ. Tầm này Lancer 3 sao không bao giờ giết được luôn. Lancer 3 sao hút máu cuối này, BKB. Xong rồi lại còn bất diệt, giết cái kiểu gì. Chả thấy bao giờ máu nó giảm xuống quá lửa luôn ấy. Chứ đừng có nói là có thể là kill được nhá. Không bao giờ kill luôn. Thôi xong rồi, đối thủ bây giờ chờ chết rồi. Bây giờ có cái cỡ nào không ăn được cái con này. Đấy, bây giờ trừ khi cái trận đấu này nhá, nó có cái con gì nhỉ? Con Light Spirit. Để mà kiếm Lancer Spirit lên 2 sao rồi chuyển sang trộm chó, may ra mới ăn được. Bởi vì tôi rèn hết đồ rồi, tôi cũng không có cái đồ mà chống trộm chó. Nhưng mà cái bộ Warrior này mà để cướp bài ấy, cướp bài để mà tiêu diệt Warrior trong vòng 10 giây ấy, không có đâu anh em. Sau 10 giây thì nó cũng thả con Lancer này ra thôi. Con Lancer này nó lại được thả, nó lại đấm ngược lại trộm chó luôn. Tôi nghĩ là tôi sẽ random quả này. Không nên lấy cái... À không. Không. Cái Grim này cũng ngon anh em ạ. Grim Sơn này cũng ngon. Tạm thời bỏ cái món đồ này ra cho Berserker. Ok. Nếu Grim Sơn ấy, cái Orchid này nó sẽ có thể là giết cái con mèo sớm hơn. Focus vào con mèo gây được khá nhiều lượng đam đấy. Thì gương cho Berserker cũng được, gây ra đam phụ. Rồi. Đấy, nó chít vào dồn đam kìa. Anh em thấy mạnh không? Nó x2 cái lượng tấn công, nên là nó dồn đam nó sẽ nhanh hơn. Bỏ qua giáp luôn. Hai round nữa là kết thúc trận đấu rồi. Rồi, cho con này đi. Cấm đánh cũng chả sao. Cho cấm đánh có làm sao đâu. Kệ đó. Cho là cấm đánh mấy giây. Cấm đánh 6 giây. Sau 6 giây là một mình đầm tất đúng không? Cần gì phải BKB làm gì. Chấp. BKB làm gì hướng đòn cho mất máu cho đánh nhanh. Anh em ạ, để BKB cho Berserker đây, cho Berserker sống dài. Rồi. Đấy, cứ Lancer mà vã rồi. Thậm chí con Lancer vào cái nó vẫn không mất máu luôn. Khác hẳn luôn. Nhưng mà mỗi round đẩy được có một chút xíu thôi. Đẩy con Lancer 3 sao và hai cái bóng 3 sao nữa. Cứ đâu đấy chắc khoảng 8 máu. 11 máu cả. Hay à, thế thì cũng căng đấy. Thế thì được anh em ơi. Thế chơi cái bộ này là cũng đẩy nhiều máu đấy. Chỉ cần là con Lancer thôi mà anh em có cái gương nhá. Cho cái gương thấy là rõ ràng là cái gương nó là quá tuyệt vời rồi. Lấy cái gương cho bộ này. Đấy, còn cái món đồ tím kia thay bằng một cái món đồ Kira nữa thì perfect luôn. Đấy, thay cái món gậy Orchid bằng Kira là bất tử. Bất tử thật sự luôn đấy. Và chỉ có round sau round 35 thôi là chúng ta có được cái lượng đồ như thế thôi. Không cần phải là 6 đồ cam đâu. Đồ như này có khi ngon hơn 6 đồ cam đấy anh em ạ. Rồi, round này chắc chắn chết rồi. Đối thủ không có cửa gì luôn. Thậm chí cái round này còn bị đẩy nhiều đó. Không, chắc là tôi nghĩ là vẫn cũng chỉ lọt con Lancer thôi. Nhưng mà con Lancer sắp hóa ra cái bóng này. Đấy, làm sao, làm gì. Bạn làm sao. Bạn định ăn cái kiểu gì? Rồi xong rồi. Có cố gắng nhưng bắt đầu tích stack này. Đánh được khoảng chục phát vào là bắt đầu đốt cực kỳ đau. Thấm lắm anh em ạ. Rồi, trò chơi kết thúc anh em nhá. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thực sự bộ chiến Warrior nó quay trở lại đấy. Ngoài việc đấm nhau với beat là có thể là sẽ là cân bằng thì chúng ta không sợ mết nữa. Rất là ok anh em nhá. Anh em thử đi. Đây nó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy anh em ạ. Đấy, và anh em thấy hay để lại cho tôi một like nha anh em nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và anh em có thể chọn clip bên trái để xem một cái giải pháp counter và beat ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ 9m khi mà nó chơi fake thì nó có chơi được meta này không anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!